Bạn đã quay trở lại với channel của Củ Cải nha. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại để đập hộp cho tất cả các bạn cùng xem đây. Và cái video đập hộp ngày hôm nay sẽ là video đập hộp bộ Rubik biến thể phần 9 nha. Ok, vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu cái video của ngày hôm nay thôi. Wow. Chưa hết đâu. Và đây sẽ là bộ Rubik biến thể mà ngày hôm nay mình sẽ đập hộp cho tất cả các bạn cùng xem nha. Rất là nhiều luôn này. Các bạn đã thấy hồi hộp hấp dẫn chưa? Nếu chưa thì chúng ta hãy cùng let's go. Đây là tất cả những cái kiện hàng Rubik biến thể mà ngày hôm nay mình sẽ đập hộp cho tất cả các bạn cùng xem này. Kích cỡ to nhỏ tất cả đều có nha. Wow, cái bọc này to dã man luôn này. Mình cũng không biết là bên trong sẽ có những cái con Rubik biến thể gì đâu các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đập hộp lần lượt cho tất cả các bạn cùng xem này. Mình sẽ đập hộp cái này đầu tiên đi. À đúng rồi, tất cả những cái kiện hàng Rubik này á, mình đều đặt hàng ở trên Shopee nha các bạn. Kiện hàng này là mình đặt ở trên thế giới Rubik, mình sẽ khui nó ra luôn. Thêm bìa cắt tông này, có lẽ là để chống sóc, chống va đập đấy các bạn. Con 223 này các bạn, cái này là phiên bản không có viền này. Con này là của hãng nào ta? Sao mình không nhìn ra nhỉ? Có một tờ giấy hướng dẫn này các bạn. Ở đây chắc là sẽ chứa công thức để giải cho con Rubik 223 này. Cái này mình sẽ từ từ mình xem sau nha. Mình sẽ đến với con Rubik này. Thì đây các bạn nhìn này, con Rubik này chiều rộng sẽ có là 2 ô này, chiều ngang sẽ có là 3 ô này, và chiều dài cũng là 3 ô này, cho nên mới gọi nó là Rubik 223 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử sáo nó lên vài đường nha. Mình có cảm giác cái con này á, cách giải của nó là ná như là con 3x3x3 này, không biết có phải không nữa. Bởi vì cái con này mình cũng là lần đầu tiên sở hữu mà, cho nên là mình cũng chưa biết được cách chơi của nó như thế nào các bạn. Nếu như bạn nào biết thì có thể comment và chỉ cho mình với nha. Ok, mình sẽ qua với con Rubik tiếp theo này. Con Rubik tiếp theo, con Rubik gương 2x2 này. Gương con này có màu vàng này các bạn, óng ánh rất là đẹp luôn. Mình đã quay. Này thì có giá là 45.000 nha. Con Rubik 2x2x3 này thì có giá là 65.000. Cái lúc của hãng Gan này sẽ có giá là 28.000 này các bạn. Còn cái con V1 này sẽ có giá là 29.000. Con V2 này sẽ có giá là 16.000 nha các bạn. Còn đây là con Rubik 3x3 Moyu Melon MFGS nha các bạn. Con Rubik siêu rẻ luôn. Đây là con Rubik rẻ nhất của hãng Moyu nha các bạn. Khui nó ra cho các bạn xem chất lượng của nó nha. Cũng có cả giấy hướng dẫn luôn này các bạn. Mình cứ ngỡ là cái con này giá nó đã rẻ như vậy rồi thì sẽ không có mấy cái tờ giấy hướng dẫn như thế này đâu. Ồ, ai ngờ là vẫn có nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra chất lượng của nó nha. Phải nói đây là cái con Rubik giá rẻ mà chất lượng nhất hiện nay mà mình biết đó các bạn ơi. Con này thì mình sẽ đánh giá chất lượng ở những cái video lần sau nha các bạn. Mình sẽ qua với kiện hàng Rubik biến thể tiếp theo này. Kiện hàng tiếp theo của chúng ta này. Cái kiện hàng này thì mình đặt ở bên nước ngoài nha các bạn. Để xem bên trong nó sẽ là con Rubik gì nha. Đây là một con gear 3x3 các bạn ơi. Có cả logo rất là xinh luôn. Hộp hàng rất là xịn luôn này. Trên này còn có cả mã QR này. Khui ra cho các bạn xem nha. Một tờ giấy hướng dẫn này các bạn ơi. Mặc dù xem nhưng mà mình cũng chả hiểu cái gì luôn. Thôi bỏ qua một bên. Đi tới con Rubik của chúng ta nào. Wow,
con này có cái mặt màu rất là lạ luôn này các bạn ơi. Nó xen kẽ màu với nhau này, và nó chỉ có 3 màu thôi. Mình cứ tưởng là con này sẽ có tất cả là 6 mặt, 6 màu khác nhau, nhưng mà không phải nha. Nó chỉ có 3 màu thôi này, màu xanh dương, màu vàng và màu đỏ này. Kiểu xoay của nó cũng rất là hay luôn này. Con này cũng khá là thú vị, khá là hay phải không các bạn? Mình chả dám xoay nhiều đâu, tại vì mình chưa chơi con này bao giờ luôn á, và mình cũng không biết cách giải nó ra sao luôn này. Không biết là có bạn nào đã từng chơi qua con gear 3x3 này chưa nhỉ? Nếu như có thì hãy nhớ chỉ cho mình cách chơi bằng cách comment ở phía dưới nhá. Cái con gear 3x3 này thì có giá là 103.000 nha các bạn. Nếu như bạn nào muốn mua thì mình sẽ để lại link cho các bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ qua với kiện hàng Rubik biến thể tiếp theo này. Đây, kiện hàng tiếp theo cũng là kiện hàng Rubik biến thể cuối cùng của chúng ta nhá. Kiện hàng này thì mình cũng đặt ở bên nước ngoài này các bạn. Mình phải chỉnh góc độ lên cho cao một tí cho các bạn dễ nhìn nha. Không biết là con Rubik gì nhưng mà được bọc rất là kỹ luôn. Một con Rubik hình con chuột các bạn ạ. À, trước đây không lâu thì mình có đặt một cái bộ Rubik hình thú, nhưng mà nó về lẻ tẻ quá. Cái này nó về đầu tiên này. Vẫn còn những cái con Rubik hình thú khác như là con gấu, con hổ hay là con báo, con mèo linh tinh nhiều lắm các bạn ơi. Nhưng mà nó vẫn chưa về hết. Ok, lần sau thì mình sẽ quay đập hộp cho các bạn cùng xem luôn nha. Mình sẽ cố gắng sưu tầm đủ cái bộ Rubik thú này cho các bạn cùng xem luôn này. Bây giờ mình sẽ khui nó ra nha. Lấy ra hơi khó này các bạn. Ok, bóc ra luôn này. Đây là con Rubik 2x2x2 nhá. Mình ngồi chưa, ngồi chưa? Wow, lần đầu tiên mình được nhìn thấy con Rubik hình thú ngộ nghĩnh như thế này luôn đấy các bạn. Cái này mà để trưng bày thì phải nói là siêu đẹp luôn. Nhưng mà còn rất là nhiều con Rubik hình thú khác mình cũng đặt hàng trên Shopee nhá. Và nó cũng đang trên đường về đó các bạn. Các bạn hãy nhớ đón xem ở những cái video lần sau nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ chơi thử cái con Rubik thú này cho các bạn cùng xem luôn này. Đây, mình sẽ xáo nó lên này. Wow, nhìn không ra cái gì nữa luôn này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải cái con Rubik này nhá. Mình cũng không biết là mình có giải được nữa không. Như vậy là mình làm xong phần đáy rồi này các bạn nhìn thấy chưa? Còn mới cái phần đầu này nữa thôi. Ok, mình sẽ bắt đầu làm phần đầu nhá. Đây nha các bạn, đầu tiên sẽ là con Moyu Melon MFGS, con 3x3. Con này là con Rubik rẻ nhất ở trên Shopee nha. Nó có giá là 15.900 nha. Tiếp theo là con Gear 3x3, con này có giá là 103.000. Mình sẽ cố gắng học cách chơi để hướng dẫn các bạn một ngày sớm nhất có thể nha. Con này thì mình đoán là cách chơi của nó cũng na ná như là con Gear hình trụ này các bạn. Tiếp theo là con Rubik gương 2x2. Con này thì có cái lớp gương màu vàng óng lên nhìn rất là đẹp luôn này các bạn. Con này thì có giá là 45.000 nhá. Con Rubik 2x3x3, con này thì có giá là 65.000 và con này của hãng. Con này thì có giá là 65.000 và nó là của hãng Moyu nhá. Tiếp theo là con Rubik thú hình chuột, con này thì có giá là 133.200 nha các bạn. Rồi lúc của gan này thì có giá là 27.000. Cái V1 này thì có giá là 29.000. Còn cái V2 này thì có giá là 16.000 nha. Trong tất cả những con Rubik biến thể ở đây thì mình thích nhất là con Rubik biến thể hình thú con chuột này này các bạn. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích nhất là con Rubik biến thể nào thì nhớ comment ở phía dưới để cho mình được biết với nha. Và các bạn đừng quên bấm vào cái nút like nha. Bởi vì sao? Bởi vì nó miễn phí. Nút like này thì không kiếm thêm được cho mình đồng nào đâu, nhưng mà ngược lại thì nó sẽ lên tinh thần cho mình để mình có thể làm những cái video sau hay hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.